Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Forex tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5. Trần nợ và các dữ liệu kinh tế mới. Một tuần nữa trôi qua và có thể sẽ có một tuần bế tắc khác giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa về trần nợ. Không giải quyết được vấn đề có thể là thảm họa đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu. Ngoài ra, còn có rất nhiều dữ liệu kinh tế để các nhà giao dịch có thể nghiền ngẫm. Các nhà giao dịch đồng AUD có dữ liệu việc làm và tiền lương quan trọng đi kèm với biên bản họp của RBA. Các nhà giao dịch Euro có dữ liệu tăng trưởng và việc làm hàng quý vừa báo cáo tâm lý GEW hàng tháng. Và các nhà giao dịch đồng Yên Nhật có CPI, GDP, dữ liệu thương mại và hơn thế nữa. Các bạn cũng đừng quên báo cáo về doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và tâm lý kinh doanh trong khu vực của Hoa Kỳ. Như thường lệ, ngay sau đây là cập nhật về các điểm nóng Forex trong tuần mới. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua các diễn biến đáng chú ý trong tuần trước. Lạm phát của Mỹ yếu hơn so với dự báo. CPI lõi như kỳ vọng, nhưng có dấu hiệu cho thấy CPI dịch vụ có thể đã đạt đỉnh. Điều đó khiến Fed hài lòng. Các thành viên của Fed tiếp tục đẩy lùi việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, với việc ông Williams nói rằng Fed thậm chí có thể tăng thêm lãi suất nếu cần. Thành viên ECB Casimir cho rằng ECB có thể cần tăng lãi suất lâu hơn dự đoán hiện tại và họ sẽ không thể đánh giá liệu có được tăng lãi suất hiện tại có hiệu lực hay không cho đến tháng 9. Chủ tịch S&P Jordan nhắc lại những bình luận dự hâu, gợi ý khả năng tăng thêm lãi suất. Thống đốc Ueda cho biết BOJ có thể hủy bỏ YCC và thu hẹp bản cân đối kế toán nếu mục tiêu lạm phát của họ được đáp ứng. Giá tiêu dùng của Trung Quốc chỉ tăng 0,1% và PPI giảm 3,5% so với cùng kỳ. Đây là mối lo ngại đối với mục tiêu GDP của Trung Quốc. Tăng trưởng cho vay của Trung Quốc cũng giảm mạnh trong tháng 4, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu thấp hơn mặc dù chính phủ cam kết thúc đẩy nhu cầu trong nước. BOE đã đưa ra một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản với tỷ lệ bỏ phiếu là 7-2 với lý do CPI giảm chậm hơn so với dự đoán, với các thị trường hiện đang định giá thêm 50 điểm cơ bản đến tháng 8. Đồng đô la đã tăng mạnh vào thứ năm khi các nhà giao dịch định giá tỷ lệ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Các cuộc đàm phán về trần nợ của Hoa Kỳ kéo dài khi các cuộc thảo luận giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa vẫn đi vào bế tắc. Sau đây là các điểm nóng trong tuần mới. Đàm phán về trần nợ của Mỹ. Không có gì ngạc nhiên khi đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đã không đạt được bất kỳ tiến bộ nào trong các cuộc đàm phán để nâng trần nợ diễn ra trong thời gian gần đây. Cả hai bên đang tiếp tục câu giờ để giành được đòn bẩy trước đối thủ và họ có thể sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến những phút cuối cùng. Rồi đến phút chót, chúng ta sẽ xem phe nào có con bài mạnh hơn và trần nợ có khả năng sẽ được tăng một lần nữa. Vì vậy, có thể sẽ tiếp tục là một tuần tranh cãi trong bế tắc của lưỡng đảng và theo quan điểm của các nhà đầu tư, điều đó có nghĩa là sự không chắc chắn sẽ kéo dài và nó sẽ làm hạn chế các nhu cầu rủi ro của thị trường. Các nhà phân tích tại Forex.com thì nghi ngờ về khả năng chủ đề này sẽ sớm được giải quyết. Vì vậy, hãy hy vọng nó sẽ tạo ra cú hích đối với tâm lý thị trường khi vấn đề tìm được giải pháp. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tiết lộ xu hướng tiêu dùng. Với các vết nứt tiếp tục mở rộng đối với một số chỉ số về việc làm của Hoa Kỳ, xu hướng tiêu dùng sẽ tiếp tục thu hút được nhiều sự quan tâm hơn từ thị trường. Chúng ta đang thấy sự yếu kém trong chi tiêu bán lẻ, với tỷ lệ hàng năm giảm xuống mức thấp nhất trong 34 tháng sau đại dịch là 2,34%.
trong khi tỷ lệ hàng tháng đã vào vùng thu hẹp trong 2 tháng vừa qua. Do vậy, nếu doanh số bán lẻ tiếp tục xấu đi trong khi các chỉ số như sản xuất công nghiệp gây thất vọng, thì điều đó có thể ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ khi các nhà giao dịch cố gắng định giá mức lãi suất cuối kỳ thấp hơn, thậm chí là cả các đợt cắt giảm lãi suất sớm hơn. GDP, việc làm, lạm phát và tâm lý GEW của khu vực đồng euro. Dữ liệu việc làm của EU đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trong quý 4 và làm tăng thêm áp lực lên lạm phát. Dữ liệu quý 1 đã được công bố vào thứ 3 cùng với dữ liệu GDP nhanh và sau đó là dữ liệu lạm phát HICP cuối cùng vào thứ 4. Nhìn chung, các thành viên hoạch định của ECB vẫn tỏ ra hiếu chiến nên bất kỳ dữ liệu mạnh mẽ hơn nào cũng chỉ giúp ECB tiếp tục khả năng tăng lãi suất. Tuy nhiên, báo cáo GEW, một chỉ báo kinh tế quan trọng của khối, sẽ rất được chú ý sau khi báo cáo về kỳ vọng kinh doanh bất ngờ giảm vào tháng 4. Do đó, nếu dữ liệu này cho thấy sự mạnh mẽ cùng với một báo cáo lao động tốt, chúng ta có thể sẽ tiếp tục nghe thêm nhiều lời kêu gọi giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn như những gì các quan chức ECB đã nhấn mạnh gần đây. Các dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc. Dữ liệu gần đây cho thấy chỉ số PMI của Trung Quốc bất ngờ sụt giảm, xuất nhập khẩu gây thất vọng. Lạm phát hầu như không tăng, giá đầu vào tại các cổng nhà máy giảm và nhu cầu vay vốn giảm mạnh. Việc mở cửa trở lại của Trung Quốc không mạnh mẽ như các thị trường đã định giá ban đầu, do đó vẫn còn chỗ cho khoảng trống để những thất vọng tiếp tục tăng thêm, trừ khi dữ liệu mới cho thấy một sự phục hồi nhanh chóng. Vì vậy, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu của Trung Quốc trong tuần này, bao gồm dữ liệu sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ, đầu tư và việc làm. Biên bản họp chính sách RBA, dữ liệu tiền lương và việc làm của Úc. Ngân hàng Trung ương Úc RBA sẽ công bố biên bản cuộc họp gần nhất vào thứ ba và nó có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về quyết định tăng lãi suất mới nhất của RBA sau chỉ một tháng tạm dừng thắt chặt trước đó. Chúng ta biết rằng thống đốc Lowy đã chỉ ra lạm phát vẫn ở mức quá cao và ông ấy coi mức lạm phát trở lại 3% trong 2 năm là một kết quả tốt. RBA đã khiến nhiều người ngạc nhiên với mức tăng 25 điểm cơ bản vào tuần trước sau một lần tạm dừng chính sách tại cuộc họp tháng 4 của họ. Và dữ liệu sắp tới càng quan trọng hơn sau tiết lộ của Bloomberg cho rằng RBA đã cân nhắc các kế hoạch về tỷ lệ lãi suất đỉnh là 4,8% vào trước cuộc họp tháng 2. Chỉ số giá tiền lương sẽ được công bố vào thứ tư và mặc dù rõ ràng nó chậm hơn lạm phát và dường như không thể gây ra vòng xoáy tiền lương mà RBA lo sợ, nhưng một con số nóng hơn sẽ có vẻ quan trọng hơn đối với quyết định lãi suất tháng 6. Và nếu chúng ta thấy tiền lương tăng đi kèm với một báo cáo việc làm khả quan khác vào thứ năm, thì có thể đặt cược vào một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 6. Điều này có thể thúc đẩy đồng AUD và chứng kiến chỉ số chứng khoán ASX của nước này thoái lui. BOJ và lạm phát Nhật. Với việc tổng thống đốc Ueda nói rằng YCC, kiểm soát đường cong lãi suất có thể bị hủy bỏ và bản cân đối kế toán bị thu hẹp nếu mục tiêu lạm phát của Ngân hàng Trung ương Nhật đạt được một cách ổn định, bền vững, mức lạm phát cao hơn, chỉ đơn giản là đẩy kết quả nó đi xa hơn trong tương lai. Và khi CPI của Tokyo tăng, rất có thể CPI toàn quốc của Nhật Bản cũng sẽ tăng. Giá hàng hóa doanh nghiệp PPI, GDP, sản xuất công nghiệp, dữ liệu thương mại và CPI đều là những điểm dữ liệu quan trọng đối với các nhà giao dịch đồng yên Nhật trong tuần này. Lịch kinh tế trong tuần cụ thể như sau. Vào thứ hai, chỉ số sản xuất của Mỹ. Vào thứ ba, lạm phát Canada, bán lẻ Mỹ, dữ liệu công nghiệp lao động bán lẻ của Trung Quốc. Vào thứ tư, tiền lương của Úc, thống đốc BOE phát biểu. Vào thứ năm, báo cáo lao động Úc, thất nghiệp Mỹ, thống đốc BOC phát biểu. Và cuối cùng là vào thứ sáu, chủ tịch Fed phát biểu, CPI Nhật. Trên đây là các điểm sự kiện trong tuần mới, mọi người tham khảo để có kế hoạch giao dịch cho phù hợp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích, thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm, để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh, thì đừng quên nhấn subscribe cũng như hình chuông nhỏ nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mình chúc các bạn sẽ có một tuần giao dịch mới thành công và nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những điểm nóng Fresh tuần tiếp theo.